cuộc đời. Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thơm tóc xanh buông lạ lời, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa hoang mang lạnh ngoài bến vắng. Ơi em về đâu, trọn đời mình luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói, chỉ một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nghẹn lời, lầu kia thiếu trăng cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình tâm tư sau đau kể từ ngày xa cách nhau. Một câu cho vơi nhớ, hay là chua xót nên em nghẹn lời. Mái lầu kia thiếu trăng cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau, hay ghi câu nhạc tình từ sầu đau kể từ ngày xa cách. Xin gọi đây là một tác phẩm dự thi. Thưa quý vị, chúng tôi tạo ra vòng thi dấu ấn này không mang hàm ý là một dấu ấn nào đó to lớn so với những thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Chúng tôi xem đây là một dấu ấn cá nhân riêng biệt của từng thí sinh. Bây giờ có hồi hộp không ạ? Dạ có chứ. Hồi nãy hát thấy có thỏa mãn với cái khả năng của mình chưa? Nè, lúc đầu thì có hơi hồi hộp trước 4 vị ban giám khảo. Bạn can đảm lựa chọn bài này, một nhạc phẩm sẽ trở thành bài hát chính trong album sắp phát hành của bạn. Và bạn đã can đảm lựa chọn để có thể chinh phục quý vị khán giả. Nhưng anh hy vọng là cũng sẽ chinh phục được ban giám khảo của chương trình.
Bây giờ hãy nghe bộ tứ giám khảo nhận xét nha. Cảm ơn anh. Vâng, xin mời ạ. Thứ nhất cứ nói về cái phong cách đẹp lạ hơn là tập vừa rồi, chị rất là thích. Về thứ nhì, giọng hát em cũng rất là hay, lạ với của em luôn, làm cho chị cảm thấy là nó ngạc nhiên này là qua ngạc nhiên kia. Chị rất là chúc mừng em về cái phong cách em biểu diễn, em hát. Còn cái thứ ba, chắc là có thể em mở đầu chương trình em lo quá, em căng thẳng quá, khuôn mặt của em nó không có đi với cái bài hát và nó không có đi với lại cái người bạn diễn của em. Em chỉ bị một cái đó thôi, còn cái đạo cụ thì quá dễ thương, quá lãng mạn, nhưng mà khuôn mặt của em nó không có lãng mạn được. Cái này em chỉ một cái đó thôi. Cái này là do mình, tại vì mình chưa kịp xây dựng tình cảm hay sao mà để chị Phi Nhung nhận ra là chưa kết nối tốt mà. Dạ, thì em với chị Tuyết Anh chỉ mới ráp nhau 3 lần thôi. Cái người mà đóng phụ họa đang là vai chị ở ngoài đời cũng có bằng chị luôn. Thì bằng chị luôn, nhưng mà tại vì nó đã hoàn hảo cho em rồi, nhưng mà cái khuôn mặt của em nó không có đi đôi với cái bài hát. Chị nhìn vào đây là em là người diễn viên, tại sao là em không có ẻo lả, rất là cứng, nó bị căng thẳng lắm. Trời ơi, nó ẻo vậy rồi nó lả. Có ẻo lả là đó là cái phong cách, còn cái khẩu hình và cái khuôn mặt của em á, nó không có đi đôi với cái sự ẻo lả của em. Nghĩa là cái biểu cảm của em đó. Biểu cảm của em. Khi mà mình diễn với một người bạn diễn của mình, không phân biệt tuổi tác. Thí dụ như em diễn với chị có thể đẩy đưa em, chị nghĩ chị sẽ bằng tuổi em thôi, em sẽ làm rất là đẹp. Nhưng mà giờ chị là giám khảo nên chị không diễn với em được. Hẹn một ngày nào khác chị. Dạ, đó là một phần thiếu sót của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phi Nhung dành cho Huỳnh Gia Đạt rất là nhiều. Và tiếp theo thì anh Mạnh Quỳnh, người mà có lẽ chị Phi Nhung hay đẩy đưa nhất. Khi mà hồi mà chị diễn với anh Mạnh Quỳnh á, anh Mạnh Quỳnh cũng rất là cứng nha. Khi mà hai đứa trước bước lên sân khấu là thiếu điều chưa đánh lộn là may lắm rồi. Nhưng mà khi lên sân khấu là tất cả những cái gì chị là một người nhỏ bé trong vòng tay của anh Mạnh Quỳnh thì mới được khán giả thích tới ngày hôm nay. Vòng tay em nhỏ bé, anh ôm không hết. Ok, cái tốt của em hôm nay á là thứ nhất là cái giọng hát của em, anh nghe bắt đầu đã có một cái mức độ chín mùi rồi, rất là truyền cảm, rất là hay. Phong cách thì em lúc nào cũng đẹp rồi, cái đó mình không tính rồi. Nhưng mà có điều anh nghe nguyên một cái bài á thì anh có vẻ như là em đang say rượu, người ta sẽ mệt. Em cứ là tuổi có em ấy nhiều cuộc đời. Em làm vậy. Đôi môi hồng niềm né xuân tình. Tuổi có em anh yêu cuộc đời. Nguyên một cái bài đều như vậy hết thì anh chỉ thấy em định coi lại cái vấn đề đó nha. Ít thôi. Quỳnh cho Nhung hỏi là say rượu là sao, tại vì cái cô đó cô quá là lã lướt thì em này nó cũng phải lã lướt theo. Đâu, cái đó cái hình thức đó không phải là lã lướt, cái này là có thể là cái điệu nhạc đó, nó làm không cái Vinh nghĩ đó. Là bạn này cố tình. Cái này say á có nghĩa là say tình đó. Say tình đó. Nhưng mà rõ ràng là không qua mắt được Mạnh Quỳnh, có nghĩa là em đã làm được cái mục đích. Người ta đã hiểu em đang say. Đúng. Bạn này bạn muốn cái đó, chỉ còn là hay hay không hay là khán giả cần nhận. Giờ Quỳnh thì phạm Nhung đi. Đúng rồi. Từ đây có em anh yêu cuộc đời đi. Không, nó đứng lên. Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời đã. Yêu đôi môi hồng niềm né son tươi. Vậy thôi. Tốt lắm, rất là tốt, em hát rất là hay. Nhưng mà có điều anh chỉ góp ý nhẹ như vậy thôi. Để mình sửa. Còn cái dấu ấn của em á, người ta sẽ nhớ tới em cái câu là cái câu cuối á. Thôi ấy có em anh nhiều cuộc đời. Rồi em vừa làm. Thôi làm lại cái chứ anh nghe cho đó kìa. Thôi ấy có em anh yêu cuộc đời. Đó. Ok. Dạ, thật ra là ban giám khảo ơi, cái này là có tính toán hết. Đúng. Tại vì rõ ràng á, Quỳnh Gia Đạt có nói với Hiếu một câu á là say men rượu ngày mai tỉnh lại. Say men tình mãi mãi còn say. Cả cái việc thiết kế sân khấu này giống như là việc ảo ảnh nhìn thấy cô gái người mình yêu ở đâu đó. Cho nên là Huỳnh Gia Đạt muốn thể hiện cái phần say đó cho nó ra chất say nhất. Nhưng mà hy vọng là sẽ có khán giả thích mình. Và bây giờ đến anh Đan Trường, chuyên gia thả thính cấp độ cao. Ngày hôm nay anh nghe chị Phi Nhung nói là em làm diễn viên, so với vòng đầu hôm nay là em giống như là thoát ra cái bản năng của em. Đi vòng đầu đứng không? Dạng chân như vậy nè mà cứng đơ. Vòng này em làm khác hẳn, em như lột xác rồi đó. Nhưng mà em dưỡng sức vẫn còn hơi yếu. Giống như em say tình mà say tình hơi nhát á. Với ca khúc Hoàng Phố Khí theo điệu Cha Blue này, các em thể hiện tinh thần rất là tốt. Nhưng mà em say tình thì phải hơi ngông nghênh chút xíu. Anh thì ngược lại với mọi người, anh Quỳnh thì thích nhẹ nhàng hơn, anh thì làm hết sức luôn. Mãi tới phần sau khi cô gái đi rồi thì em mới giống như là của mình. Nhưng mà về tinh thần thì em làm tốt. Ngày hôm nay thì Quỳnh Gia Đạt đã trưởng thành nhiều hơn và làm cho khán giả sẽ nhớ tới mình.
anh rất thích em. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Còn bây giờ là một phần nhận xét mà em phải hết sức chú ý. Anh lúc nào cũng cười nhưng mà hết sức là khắt khe. Nhưng mà trước tiên thì anh Vinh ơi, rất nhiều khán giả trên fanpage của Solo cùng Bolero có hỏi về sân khấu của mình thiết kế năm nay quá đẹp và quá lạ. Thì anh hãy cho biết vì sao mình lựa chọn cái thiết kế sân khấu như thế này để cho khán giả được biết à. Nếu mà chúng ta chú ý sân khấu thì cái vòng nguyệt quế nó ôm trọn lấy sân khấu này, nó biểu tượng cho sức mạnh, sự may mắn và đặc biệt là chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng chiến thắng, chính bản thân mình là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời. Nên anh hy vọng là cái sân khấu mùa năm này các bạn phải là chiến thắng chính bản thân của mình để bước đi vững mạnh trên con đường sắp tới. Khá thú vị là ba giám khảo đều nói được tất cả những điểm mạnh và cũng có một cái điểm yếu của em. Một cái thành công của một cái tiết mục biểu diễn xong á là anh đã để lại dấu ấn cái gì đúng không? Có thể gây tranh cãi nhưng người ta phải nhớ. Thì Đạt á có một cái sáng sân khấu, cái chất lượng nghệ sĩ là Đạt có. Cái thứ hai nữa là hôm nay anh làm chủ được sân khấu, trình diễn như một cái tiết mục em đang diễn trên sân khấu, anh cảm giác không phải thi nữa, em ngập tâm vô đó. Đó là cái thành công của Gia Đạt ngày hôm nay, dám chọn một cái hướng đi mạo hiểm. Thứ hai là các anh chị nói lột xác thì hơi quá nhưng mà đã lột gần hết và có những vài cái em chấm nhỏ nhỏ vô. Anh nghĩ đó là một thứ vị. Dù sao anh chúc mừng em có một tiết mục mà đáng để xem. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Vâng, chúc mừng Huỳnh Gia Đạt. Và lúc này chúng ta sẽ cùng chờ xem là với 4 chiếc ghế quyền lực ở trên kia thì có bao nhiêu phiếu dành cho bạn để khẳng định bạn đã tạo nên dấu ấn cá nhân trong Solo cùng Bolero ở vòng này. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh chia sẻ một chút xíu về những ca sĩ đã trình bày thành công ca khúc này. Ở cái tác phẩm thuở ấy có em của anh nhạc sĩ Hình Oanh á, có rất nhiều người đã hát bài này, nhưng theo tôi một trong những người đã để dấu ấn, người đầu tiên là người đàn anh, đó là anh Thái Châu. Tiếp đó gần đây có thể kể đến là anh Quang Dũng. Còn bây giờ thì chúng ta xem bạn có một cái dấu ấn gì không. Chúng ta cùng đến với phần bình chọn từ phía hội đồng giám khảo. Đầu tiên anh Mạnh Quỳnh đồng ý. Đồng ý. Anh Đan Trường, anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Cảm ơn anh. Hai sự đồng ý từ hai giám khảo Mạnh Quỳnh và Đan Trường. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Cho anh đòi hỏi thêm, anh chưa đồng ý. Trở lại với chị Phi Dung. Cũng rất là khó nhưng mà bỏ cho em một phiếu. Xin chúc mừng Gia Đạt với ba sự đồng ý của ba vị giám khảo Mạnh Quỳnh, Phi Nhung và Đan Trường. Xin chúc mừng bạn đã để lại dấu ấn cá nhân tại Solo của Bolero. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho Huỳnh Gia Đạt thưa quý vị. Đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời khi yêu riêng một người thôi. Khi đã thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi nên đêm hoen lệ đầy vơi. Đầu môi bằng khoe mắt xa vời thì dẫu sau này nên có luyến ai, ân tình còn phương mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ
trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sâu nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung. Trên sân khấu lúc này, hẳn quý vị đã thấy ngập tràn cảm xúc. Câu chuyện giữa mẹ và con gái khi chia sẻ về tình cảm quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, đúng là dũng cảm. Và nếu ai đã từng theo dõi Tú Tri, cũng như theo dõi những cập nhật mà Tú Tri chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, thì cũng phần nào đã hiểu được câu chuyện mà Tú Tri muốn nói. Và riêng anh thì anh cảm thấy em rất là bản lĩnh để có thể mang câu chuyện thật của mình, mang lại dấu ấn cho khán giả, không chỉ riêng bằng âm nhạc, mà còn phải là cảm xúc. Anh nghĩ đây là một sự lựa chọn mạo hiểm, cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Chắc là phải mời một gương mặt mà có lẽ dành nhiều cái cảm tình và nhiều cái gật đầu nhất nãy giờ dành cho em, ca sĩ Đan Trường. Với tiết mục này anh mới biết được cái câu chuyện về em. Xã hội hiện tại ngày nay nó cũng không còn là xa lạ nữa. Nhưng mà anh chỉ hơi tiếc là với một cái niềm hạnh phúc thật sự của em như vậy thì đáng lẽ em sẽ thể hiện tốt hơn bài hát này. Nhưng có lẽ em chỉ mới 19 tuổi thôi. Em chưa có một cái kinh nghiệm khi đứng sân khấu thế nào nên anh thông cảm được cái sự đè nén đó của em. Sau sân khấu có lẽ em ổn định lại tinh thần thì em làm tốt hơn. Bài hát này nó thật sự chưa tạo được cái dấu ấn cho anh, nhưng mà cái câu chuyện của em thật sự đã tạo được dấu ấn cho anh. Anh xin chúc mừng Tú Tri. Bây giờ tiếp theo mình mời tiếp một vị giám khảo nam nữa đi, để xem là cái nụ cười của em có tiếp tục chinh phục vị giám khảo nam này hay không, khi ảnh chỉ biết một mình chị Phi Nhung thôi. Anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh. Anh đánh giá cao cái giọng hát của em từ ngay ban đầu. Em có rất là nhiều yếu tố để thành công trong cái con đường ca hát của em. Phần đầu thì có thể căng thẳng hoặc là em bị cảm xúc nhiều quá cho nên em hát không có được tốt trong cái phần đầu. Nhưng mà bắt đầu sau gian tấu, sau solo thì em làm rất là tốt. Điệp khúc anh rưỡng thích chỉ có một cái gì lạ. Chúc mừng em, cái phần trình diễn của em đã thành công. Anh cũng xin chúc mừng cho em cuộc sống ngoài đời của em. Anh hy vọng rằng em sẽ tiến xa hơn nữa và khán thính giả ủng hộ em và tất cả những người đều đồng cảm với em trong cái tương lai và hạnh phúc của em. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Nãy giờ thì rõ ràng là với hai vị giám khảo nam vì khác giới tính thật sự với em cho nên là hai ảnh có nhiều cái cảm thương và nhiều cái cảm mến dành cho em cũng như cái quyết định của cuộc đời em. Nhưng bây giờ hãy hỏi một người cũng là một người phụ nữ. Thưa chị Phi Nhung, cho chị hỏi là thật ngoài đời của em là như vậy à? Dạ, ở ngoài đời bây giờ em rất là hạnh phúc. Vừa có chồng thương nè, rồi có mẹ chồng thương nữa, cả dòng họ đi xem em hát, có đi thi từng vòng luôn. Em thật sự rất là hạnh phúc và hài lòng với những gì mà em đang có. Hai anh đã khen em hết rồi. Thì thực sự ra là Thoại đầu tiên em với một người mẹ, cái Thoại và cái cách nói chuyện của mẹ và em rất là tự nhiên, làm cho chị chảy nước mắt. Ấn tượng của chị về cái điều đó. Và em nói em hạnh phúc. Khi đó yêu thì mơ mộng nhiều. Em phải vui, em phải dễ thương. Chứ em đừng có đè nén. Đang có hạnh phúc nhưng mà em làm chưa tròn được một cái điều đó. Và cái tiếng hát nó còn lạc lõng chứ nó chưa có chính xác được cái nốt nhạc. Đối với chị là như vậy. Nhưng mà chị thật sự khâm phục em. Chị rất là chúc mừng em. Em cảm ơn. Thực ra thì bản thân mình Quỳnh là mình là ca sĩ. Bản thân Quỳnh cũng vậy. Khi mà mình định hát một bài nào nói về tâm trạng mà đúng với tâm lý của mình, cái cuộc sống của mình á, mình cũng rất là khó hát. Cho nên mình hiểu tâm trạng của em, cho nên Nhung nên thông cảm bé Tú Tri là nó đang rất là xúc động, mình rất là khó thở, đúng không em? Không phải tuyệt đối giọng hát của em, nhưng mà đối với anh vậy là ok. Sau phần solo là em diễn tốt, em hát tốt lại rồi. Đó là quan điểm của hai vị giám khảo. Em nhớ lần sau tim của Rung Rinh này đóng đinh cố định nó lại nha. Bây giờ là một trong những vị giám khảo có lẽ sẽ khắt khe hơn về phần dàn dựng cũng như là có cái nhìn kỹ em hơn từ vòng casting đến bây giờ. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh rất là ấn tượng với cái tuổi 19 tuổi đẹp như vậy mà em có một cái quyết định rất là bản lĩnh, và anh mong rằng cái quyết định đó sẽ làm cho thăng hoa hơn cả cái gia đình và sự nghiệp của em đang chọn. Cái câu chuyện này sau khi người ta nghe xong
người ta đều muốn thấy em thăng hoa trong cái tình yêu. Có những cái mình không làm chủ được, rõ ràng là cái tâm lý và mọi thứ ở xung quanh nó có ảnh hưởng. Hôm nay cái dấu ấn của em làm được cái gì? Đó là cái cách diễn cảm cái câu chuyện của mình cho người ta tin và người ta thấy hạnh phúc với em. Đó là cái thành công. Thứ hai là cái tuổi trẻ như em mà hát được như vậy, dũng cảm như vậy, bản lĩnh như vậy, đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, anh hy vọng rằng cái niềm hạnh phúc trên gương mặt em sẽ được dài mãi mãi. Và anh hy vọng chồng của em cũng giúp sức cho em. Anh nghĩ là ít nhiều em đã tạo dấu ấn vàng. Em cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Vũ. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoan ngơ như người xa lạ. Người mình bao năm chăn gối, bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đầy trong cơn men đắng. Ôi đời còn lầm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ rong chơi, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hừng hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoảnh ngơ như người xa lạ. Người mình bao năm chăn gối, bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đầy trong cơn men đắng. Ôi đời còn lầm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ rong chơi, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hừng hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Người đời điều hòa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi.
thôi. Dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quên mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời là mưa tuôn nên khiến xuôi anh gầm em, cho mình kết lời hẹn. Ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu, tình vừa nồng thì vừa được tình số thương. Em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Xuyên ban đầu này
kỷ niệm ngày ta mới quen. Đời không biên chiều xưa theo mối tình. Ngày không em vườn hoang buồn sơ xác. Nghĩa trang lạnh lùng. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Đời không biên chiều xưa theo mối tình. Này không em vườn hoang buồn sơ xác. Nghĩa trang lạnh. Gọi là một người fan của chị Phi Nhung hát lại ca khúc mà chị Phi Nhung đã từng hát thành công. Và đầu tiên tôi muốn mời luôn, đó chính là anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh. Cái giọng hát của em hát luyến rất là hay. Ít có ca sĩ nào hát cái luyến được cái kiểu như vậy mà anh biết em nghe từ đâu. Tuy nhiên có những nốt thấp, nếu cái bài này nếu là anh thì anh sẽ lên cho em nửa tông nữa. Những cái này nó thấp với em quá, thì khi em xuống thấp á, nhất là em hát live như vậy nào, thì em khi xuống thấp á, nó sẽ làm cho cái giọng em bị tù đi và nó mờ đi, nó không có sáng. Thì nói chung là em lên cao chút xíu nữa thì cái giọng em sẽ rất là hay. Chúc mừng em. Dạ, anh xin cảm ơn. Em bị những cái lỗi sau đây mà đáng lẽ không nên có. Thứ nhất là em ra hơi trễ, em bị mất câu đầu tiên, nên là cái phần đó em bị cuốn rồi. Cái em hát theo kiểu vội vã, nó không có trọn vẹn lắm. Khả năng của em làm tốt hơn nhiều hơn nữa. Thứ hai nữa, em có thể cân đo giọng hát của mình với nhạc, giống như anh Mạnh Quỳnh nói. Thứ ba nữa là tâm lý phải thật là ổn định. Em phải xem đây là sân khấu của em luôn, thì em có thể thăng hoa được lên sân khấu và biểu diễn hết mình hơn. Anh hy vọng là nếu em được vào vòng sau, em phải thật là tự tin hơn nữa, vì khả năng em có thể làm tốt hơn nữa nha. Dạ, em xin cảm ơn. Chúc mừng em. Vâng, rõ ràng là nhận xét không hổ danh là ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Bây giờ sẽ là lúc mà em được lắng nghe thần tượng của mình nhận xét về phần trình diễn vừa rồi. Xin mời chị Phi Nhung. Ở đây chắc cũng là chưa có ai biết cái bí mật của Phi Nhung. Tại sao có cái tên ngày Phi Nhung ngày hôm nay? Phi Nhung đầu tiên bước lên sân khấu, Phi Nhung hát cái bài Dấu Chân Kỷ Niệm cho nữ ca sĩ Trizy Phương Trinh nghe. Và từ đó tới giờ có cái tên Phi Nhung ngày hôm nay. Chị đồng ý với lại anh Đan Trường, những cái câu cuối em bị đuối, nhưng mà thật sự tiếng hát của em ngọt lắm, rất là đẹp. Cái điều may mắn nhất của một người nghệ sĩ khi bước ra sân khấu là đã thu hút khán giả. Em có cái điều đó. Chúc mừng em. Dạ, em xin cảm ơn chị Phi Nhung. Mấy cái câu chót nó bị đuối, em bị thất bại chỗ đó thôi. Nhưng mà ca sĩ nào cũng có thất bại và cũng có thành công. Nhiều lúc chị cũng giống như em vậy, chưa gì hết tự nhiên trống vô cái chị mất hồn, cái chị hát lên, cái chị bị giống như là em. Nên cái này có thể bỏ qua được cho em. Chúc mừng như ý nha. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, cũng như nghe anh chia sẻ về những ca sĩ đã từng thể hiện thành công ca khúc vừa rồi. Xin mời anh. Chắc có lẽ là tôi sẽ nói cái phần chia sẻ ca sĩ trước, tại vì có Phi Nhung ở đây. Đây là cái bài hát của nhạc sĩ Thúc Đăng á, cái thế hệ gần nhất của chúng ta. Thế hệ đầu tiên mà thành công là có cô Giao Linh. Và gần đây chúng ta không thể không nhắc đến Phi Nhung. Bài hát này. Và tôi nhớ có một cái câu mà người ta có nói là Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Wow. Quá tuyệt. Cảm ơn anh. Để nói tại sao là chúng tôi vinh dự mời chị ngồi vào đây, nó là cả một vấn đề. Như chúng ta phân tích về dòng nhạc này, ở trong đó nó có cái tình rất lớn. Tại vì cái này nó quá cảm xúc nên xin cảm ơn Phi Nhung và chúc mừng Phi Nhung đã có những tình cảm đặc biệt với khán giả. Chúc mừng chị. Em cảm ơn anh. Trở về với cái sân khấu này, chúng ta thấy từ đầu đến giờ cái sân khấu chúng ta thấy nó giống như những sợi tơ vậy. Ở những cái lúc mà thăng hoa con người ta thì nó biến thành những cái sợi tơ hồng bay lên để chúc phúc cho đám cưới, đúng không? Chúc vào tình yêu. Nhưng ở cái bài này thì nỗi buồn sơ xác, nó có cái câu là gió buồn xa xác. Anh rất là khen là em có một giọng ca rất là hợp với dòng nhạc này. Đặc biệt là cái tình cảm của em dành với đó. Anh có đồng cảm được với em. Em đã hòa với cái không khí sao xác đó. Cái vấn đề anh chỉ nhắc một cái điều, chú ý cái cột hơi của mình. Như anh vẫn nói, tâm lý và cái phong độ nó phải ổn định. Anh cũng ghi rất là lớn đây, chú ý phục trang. Nếu mà về truyền hình nó sẽ làm cho người ta mất cái cảm xúc một chút xíu khi nhìn cái quần mặc như vậy. Cái dáng nó đang rất là đẹp, mặc áo dài. Nó phải che hết cái... Anh luôn đòi hỏi thí sinh của anh phải chỉnh chu. Là chúng ta bắt đầu bước vào con đường ca hát, nó thông qua cái bề ngoài nữa. Anh nghĩ chúng em phải chăm chút hơn cái đó. Nhưng dù sao anh cũng chúc mừng như ý ha. Dạ, anh xin cảm ơn đại diện. Vâng, cảm ơn anh.
thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu dẫm nát tim tôi. Vì sao trời đành bắt duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quen, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim anh bỗng thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình mình tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẽ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về trước tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Thôi là hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu sẫm nát tim tôi. Vì sao trời đành bắn duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quen, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim anh bỗng thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình mình tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẽ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Xin thưa với ban giám khảo rằng bạn lựa chọn ca khúc này chỉ đơn giản muốn nói là một điều: các quý ông thời nay chia tay sao mà đứt tình đoạn ruột quá. Sau khi những cuộc chia tay xong thì thường không có còn là bạn của nhau nữa. Nên anh chọn bài hát này và cách trình diễn này, cách hát này trên sân khấu muốn gửi một thông điệp rằng dù cho có chia tay thì các quý ông cũng hãy chia tay một cách văn minh. Một chất lãng mạn đa tình như vậy có lẽ phải mời anh Mạnh Quỳnh trước chứ nhỉ? Xin mời anh. Thành thì một giọng nam sáng giá trong cái chương trình solo của Rocky năm đợt này. Nhưng mà anh thấy có một cái điều là em hát cái một bài nhạc nó rất là tươi và rất là có dancer rồi nhảy rất là đẹp. Mà hình như anh thấy em bị tập trung hát nhiều quá. Có những lúc em bị dồn chữ rất là nhiều và có những cái em bị kéo dài ra một chút xíu. Anh muốn em chia đều ra từ này từ cha 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 mà đánh. Thôi là hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Mình diễn cho người ta thấy là mình có một cái gì đó mình mạnh mẽ chút xíu. Em thì anh thấy đánh giá cao cái giọng hát của em đó, nhưng mà anh chỉ góp ý nhẹ về vấn đề mà em phân phối câu. Em sẽ rút kinh nghiệm. Dạ, cảm ơn anh. Thế còn tư duy và vấn đề việc người đàn ông sau khi chia tay phải chia tay một cách văn minh, chia tay một cách bản lĩnh, vẫn là những người bạn của nhau, thì anh nghĩ quan điểm này có nên? Cũng nên. Nhất là thời buổi văn minh như thế này thì mình nên có những cái tư duy như vậy. Nên giữ lại một cái hình ảnh nào đẹp để sau này mình gặp nhau mình còn nở một nụ cười, hoặc mình có nhau một cái lời chào cho nó đẹp.
phải không Nhung? Giống như Nhung với Quỳnh vậy đó. Giống như Nhung với Quỳnh vậy đó. Cách suy nghĩ của Nhung cũng giống y chang Mạnh Quỳnh. Nhung không có để bụng. Nhung là một người bạn tốt, góp ý cho bạn. Thì trước tiên là Nhung khen bộ đồ của bạn rất đẹp. Rất trân trọng khán giả khi mà bạn mặc bộ đồ này và trên sân khấu. Một cái sân khấu lớn như vậy. Bài hát này thì nếu mà nói mà lạ thì nó cũng chưa có gọi là ấn tượng với Nhung. Nhưng mà nhờ cái vũ đoàn Việt Hải thì bạn có một cái vui nhộn trong đó, nó đẹp. Ấn tượng của Nhung về bạn là cái điều đó. Nhảy có khi mệt mình có thể chinh phôi, mình đối với Nhung có thể bỏ qua được một chút. Cảm ơn chị đã phần chị nào nhẹ nhàng với chàng lãng tử Bolero của chương trình. Thế thì giám khảo đang chưa nhìn nhận gì về tiết mục này thưa anh? Anh có một lời khen là em có một cái ngoại hình sáng sân khấu. Cái phần biểu diễn bài hát này thì có lẽ em do tập trung nhảy múa nhiều nên là phần hát của em chưa được ổn định. Cái bài này không có khó lắm đâu, duy nhất chỉ chú ý cái câu đắt giá của bài hát này là thôi là hết. Thôi là hết, em đi đường em. Thì em phải hát chữ hết cho nó rõ, nhấn mạnh chữ đó thì nó sẽ hay hơn. Về tổng thể thì em diễn tạm được thôi, nhưng phần hát thì vẫn chưa được. Anh hy vọng là bài hát sau em sẽ cố gắng được và phát huy được khả năng của em nhiều hơn. Em cảm ơn anh Trường. Đây là một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương á. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Có anh Trường tiện đây tôi nói luôn, cái bài hát này á, cái người mà với tôi á để dấu ấn là ca sĩ Nguyễn Hưng. Và cái người sau này tôi có xem cũng là một cái thời tuổi trẻ ngang với tôi thích á. Mời kế tôi anh Bon Anh Trường đây hát bài này. Đặc biệt anh hát bài này với chị ca sĩ Thanh Thảo à, cho nịnh chút xíu, nhưng mà nịnh này nịnh thiệt nha. Anh Bon à, trở lại với bạn ha, là em có cái giọng sáng, hình ảnh tạo ngày hôm nay cũng rất là sáng. Hai cái đó nó rất là cần thiết cho một người nghệ sĩ trình diễn. Còn cái vấn đề của bạn á, còn anh sửa cái tóc cho em với nha. Rồi mời em lên. Cắt cho em đẹp đẹp nha. Rồi, yên tâm đi. Dạ. Đơn chiếc đó em. Còn trẻ vậy mà một thân một mình nuôi con, phải chi có ai đó đỡ đần sớm hôm thì tốt biết mấy anh ha. Vậy sao? Hay là hôm nay là qua là chủ yếu là nhờ tôi cắt cái đầu cho là gọn gàng để chuẩn bị mà qua là nói chuyện với cô hả? Trời ơi, anh trời, tập trung chuyên môn đi anh. Em không có ý đó, em chỉ cắt tóc rồi đi công việc thôi. Nè, tôi cũng từng ở cái tuổi của chú. Thành ra cái chuyện tình cảm mà trai gái á, tôi rành lắm, chú đừng có giấu tôi. Kéo tôi rất là bén nha, cẩn thận nha, ngồi im nha.
Vậy anh đừng có dòm trước dòm sau à. Dạ, vậy anh cắt cho em đi chưa? Em không dám nhìn đâu. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cuộc đời là vách trắng, là sao thưa, thương em tiếng hát sang mùa. Mà anh chim hút cánh bay, thăm thẳm đường dài ít về thăm em. Nè chú, xong rồi. Chú em. Dạ. Cái đầu chú xong rồi. À dạ, xong rồi. Nãy giờ cứ ngồi nhìn đâu không? À dạ, em có nhìn đi đâu đâu. Rồi chú đi qua nói chuyện với người ta đi nha. Em cảm ơn nha. Ừ, cái thằng này mình nói chơi mà nó tưởng thiệt. Nè, có chuyện gì thì nói đi nha. Tôi vô ăn cơm đi, tôi không có dòm của chuyện của nhà chú đâu. Anh này. Cứ nhớ nha. Cô Thu Tri ơi. Cô Tri ơi. Con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi à một mình? Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Cò ơi cò ơi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế. Cò ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi cò ơi thôi về cò ơi, kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đâu mùa rụng ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vừa gió dài giông cao, trời rộng lớn lòng người rộng lắm, đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Ê, biết làm gì hả? Biết làm gì? Ê, ê, ê. Ê, buông luôn ra. Ê, ê, buông luôn ra. Ê, ý ơi, buông luôn ra. Mày là nào dám xen chuyện của tao? Ê, buông luôn ra. Mấy người làm gì vậy? Ê, ê. Gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Cô Chi, cô Chi, cô Chi, cô Chi. Cẩn thận đi ơi. Cho mình chết. Cô Chi. Ê.
Mẹ trời. Tri ơi, em có bị làm sao không Tri ơi? Em bị làm sao không Tri? Tôi có sao đâu. Mẹ ở đâu mà chạy ra đây dẫn đạo của tao đi. Giờ tiền của tao mày tính làm sao? Tôi xin với anh, tôi biết là gia đình của nợ với anh rất là nhiều tiền, nhưng mà tôi xin hứa sẽ trả cho mấy anh. Mày nhắm mày trả nổi không? Tôi hứa là 3 tháng tôi sẽ trả đủ cho mấy anh. Tôi xin hứa. Được, nếu mà 3 tháng không thấy tiền đâu thì liệu hồn mà hốt xác trong bồ của mày đi. Về tụi bay. Thôi. Anh chị có sao không? Tôi cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Cô Chi có sao cô Chi? Em đâu có sao đâu anh. Thôi không sao thì anh mình hỏi mấy anh kia có sao không cả. Đâu. Con em khóc rồi. Thôi cô Chi vô cô coi bé như thế nào. Ô mẹ thương nha con ha. Còn hai cô chú có sao không? Ngoan nè con ha. Em không có sao không? Ngoan tao thấy. Cô Tri ơi, tôi... Có gì anh nói đi tôi nghe. Nãy tôi đi công việc á, rồi tôi có mua cái hộp sữa cho nhóc nhà cô nè. Tôi tặng cô nè. Ơ, anh. Mùi đâu kỳ ghê trời. Cái nó tặng quà cũng kỳ nữa. Ghét ghê vậy. Ngoan ha. Ý à? Anh thấy chưa? Anh đi đây làm cái gì nữa? Nhưng mà anh nhớ em, anh đi tìm em. Sao gia đình em có chuyện mà em không có cho anh hay ấy? Em đi lên Sài Gòn làm, em cũng không cho anh biết. Anh có thể gánh vác cùng em ấy. Chuyện gia đình của em có thể tự giải quyết. Nhưng mà em giải quyết bằng cách này hay sao? Mình còn nhiều cách mà em. Quá muộn rồi anh. Em xin lỗi. Ý. Anh nhớ em mà Ý. Theo anh về đi em. Anh xin em mà Ý. Em như vậy làm sao có thể về với anh được? Về đi em. Em nói nó là không được mà. Ý. Một thương tóc xõa ngang vai, hãy thương đi đừng. Ô tang tình tang, tình tang tình. Ô tang tình tang. Vẻ người thật là đoan trang. Ô tang tình tang, tình tang tình. Ô tang tình tang. Ba thương ăn nói có duyên, bốn thương mơ mộng. Ô tang tình tang, tình tang tình. Ô tang tình tang. Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh. Ô tang tình tang, tình tang tình. Ô tang tình tang. Học dịch lộn, học dịch giữa, tính khúc lộn, bắt nào đi. Học dịch lộn, học dịch giữa, tính khúc lộn, bắt nào đi. Học dịch lộn, học dịch giữa, tính khúc lộn, bắt nào. Làm gì còn thất thần ở đây vậy? Cô gái hồi nãy rồi. Cô đi rồi. Tại sao đuổi theo trời? Tôi nói cho nghe nè. Hạnh phúc của mình á, mà không biết nắm giữ á, thì mất ráng chịu nghe. Đuổi theo nhanh lên. Cảm ơn anh. Ý ơi. Nói người ta thì hay lắm. Trời. Còn mình á thì sao? Ý
Cô Ti xuất hiện lúc nào tôi không hay. Tôi không biết làm sao nữa. Mà cô Ti nói vậy là làm sao? Đói bụng không? Nói chung là cũng chút chút. Sáng giờ có ăn gì đâu. Ăn cơm không? Thiệt giỡn vậy? Nè, anh lại ăn đi. Thiệt nha, thiệt là tôi tới liền á. Chứ giỡn là tôi không tới đâu que á. À, vậy tới nha. Trời sướng. Thương em biết mấy cho vừa, bằng lòng em nhé anh đưa em về. Mưa tuôn xối xả tràn trề, một mình em bước tại tề anh. Qua phím đá xanh xao, con đường buồn hun hút mắt em sâu. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa ngâu. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa vước lá trên cao lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa, mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào, mưa lem mất mắt son rồi mưa ơi. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay con đường buồn thiên đá đá xanh xao. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao. Đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa xa, mắt đêm nào mưa lem mất gót son rồi mưa ơi. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay con đường buồn hiu hắt đã sơn sao. Mưa
nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa bay, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao. Ở vòng dấu ấn cá nhân này thì các thí sinh có quyền lựa chọn các phương thức để tạo cái dấu ấn cá nhân của mình vào trong bài hát mà các bạn thể hiện. Thì Lâm Quốc Khải lựa chọn đưa một cái câu thơ ở phần đầu bài hát để làm mới cái phần hát của mình. Đặc biệt đây cũng là bài hát mà Lâm Khải rất thích về mưa. Cái mưa nó mang lại nhiều cảm xúc, đặc biệt hiệu ứng sân khấu, ekip làm quá là đẹp. Hiếu rất là thích vừa rồi, nhưng mà cái sau đó là dọn cũng mệt. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần nhận xét nha. Ngày hôm nay thì Đan Trường rất là bất ngờ sự cố gắng của Khải. Khải không còn bẽn lẽn, không còn rụt rè. Khải đã biểu diễn thực sự như là một ca sĩ. Rồi hát một thư thái rất là nhẹ nhàng. Ngâm thơ phải nói rất là chuẩn xác, không có một chút gì rung rẩy trong đó. Ngày hôm nay Đan Trường có lời khen thứ nhất dành cho Khải. Thứ hai nữa là trước giăng tấu Khải hát hơi bị yếu, sau tới giăng tấu thì Khải làm tốt hơn. Hy vọng là Khải sẽ phát huy cái sự tự tin của mình, sẽ cố gắng nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em nói em thích mưa. Nếu mà mưa sao chị không thấy em ướt? Mưa mà em chơi em đi vòng vòng ở ngoài làm chị rất là nhức đầu. Chị, em ướt nhào vô đây điện giật em chết chị. Ok, bắt đầu nói vô chuyên môn nè. Thật sự là hai cái câu thơ đầu là rất hay. Cái phối âm đậm chất bolero và em hát rất là chuẩn bolero, không có nhựa, không có gì hết. Những cái nốt cao thì em bị lên chưa tới thôi, chứ còn ngoài ra cái gì em cũng đẹp hết. Cuối cùng chị cũng chúc mừng em vì em chọn một bài hát rất là hay. Từ đầu cho tới bây giờ em là một người phải nói là rất là mạnh mẽ trên sân khấu và có rất là bản lãnh trên sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Thật ra chút xíu chị vào vòng mà thay lần nữa chị, chút xíu chị thấy em mạnh mẽ lắm. Em đóng cho ta rất là mạnh mẽ. Đó là một tài năng phía sau nữa. Chị chờ đợi là chị sẽ bất ngờ. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe anh Mạnh Quỳnh nha. Anh rất là bất ngờ, em hát cái bài này rất là hay. Anh nói thiệt. Give me five đi Quỳnh, give me five. Đánh rumba cái kiểu này nó cũng rất là phù hợp với cái bài này. Cái bài này nó đòi hỏi là cần một cái sự lả lướt, luyến lái chút xíu, em làm được. Có một cái đoạn anh rất là thích, nhưng mà nếu trường hợp như anh là ca thì anh sẽ sử dụng cái câu mà nốt cao mà cái bài khúc mà mưa rơi trên lá khô, mà em mới luyến lên cao xíu nữa, mưa tuôn trên lá khô mềm đó, nó cho một cái nhìn ướt là ướt luôn, đã mưa mà cho nó ngọt luôn cho đó. Nếu mà quan điểm của anh ca là anh sẽ luyến cái đoạn như vậy đó, nếu mà em làm được tốt thì nó sẽ hay cái bài hơn. Còn nhìn chung thì em hát là anh thấy khoảng được 98-99% là cái bài rất là tuyệt vời. Wow. Chúc mừng em. Cảm ơn Mạnh Quỳnh rất nhiều ạ. Thật sự mà nói là riêng bản thân Hiếu ấn tượng với bài vừa rồi. Ngoài việc những hình ảnh mưa và hình ảnh bạn đi từng bước chân nữa là còn màn hình LED. Cái thiết kế dàn dựng rất là hay, khi mà những cái cột đèn di chuyển giống như là mình đang đi ngang. Thì anh Vũ Thành Vinh, với phần dàn dựng này và các cảm xúc mà Lâm Quốc Khải mang đến, có làm hài lòng anh hay không? Cũng như anh chia sẻ một chút xíu về những ca sĩ đã trình bày thành công Mùa Mưa Đi Qua trước đó. Anh nói về cảm xúc của anh trước ha. Thực ra là anh rất hài lòng. Khi một cái sân khấu mà anh làm tối giản đi á, chỉ để gợi cái ẩn dụ thôi đó, thì phải những người có bản lĩnh sân khấu có thể tả được cả cái không gian đó thì Khải làm được. Và anh nghĩ kinh nghiệm cuộc đời Khải, nó có những cái gọi là cuộc sống cơ cực, nhưng mà được cái khi em giao tiếp, em giao lưu, em làm cho không khí nó vui lắm. Anh thích những người như vậy. Trở lại cái bài hát, cái không gian em cũng làm chủ được nó. Thật ra chị Nhung nói đúng, nếu mà đúng á là sẽ cho em dầm mưa, nhưng mà tại vì anh chia ra rồi bạn sau mới được dầm nên em không được dầm. Nhưng mà ý nói là mưa mà không ướt á, nhưng mà em hát thấy cái sự ướt đó, anh thích cái ướt đó thì rất là khen em. Nhưng mà anh là trưởng đoàn lô tô mà thích mưa là lạ nha. Thích hát về mưa thôi chứ thích mưa là nguy hiểm. Chúc mừng Khải nha. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh. Và với khá nhiều lời khen, mặc dù có những góp ý rất cần thiết để mình có thể thay đổi trong những vòng sau nếu mình có may mắn. Với anh á, cái bài này anh cũng nghe rất là nhiều của nhạc sĩ Hà Phương. Thì một trong những cái thế hệ đầu tiên mà tôi nghĩ thành công đó là ca sĩ Thanh Tuyền. Tiếp theo đó thì chúng ta có thể kể đến một cái giọng ca tôi cũng rất là thích là Bảo Yến. Thường cái phiên bản này thành công với những nữ ca sĩ. Hôm nay Khải cho nó ướt át một chút, không biết là nó có đồng hành với bạn trong cái dấu ấn đó không? Chờ xem. Bây giờ ngày em thắm sao trời, trời trắng gió lên khơi, mà mưa bão tơi bời,
một ngày mưa bão không rơi trên đôi vai thanh xuân, ướp hôn nồng bên gối đắm say, ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy. Cùng giót bao nhiêu ngày hoang, cùng đêm bao nhiêu mộng tan, dù người yêu dấu trong vùng trời đêm. Vừa hoa nở tươi môi, tình nhân đã xa xôi, đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi. Yêu nhau trong bao lâu, biết bao lần tha thiết nhớ mong, lá hoa rừng màu xóa đường quay về. Làm anh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình yêu mãi trong đời thủy chung. Đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt nóng tiến đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha, vì có bao nhiêu điều linh xót xa đắng cay. Màn đêm mơ huyết sâu, mộng đậu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khơi bay. Ai ân ơi đừng phủ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, khóc nhau trong cuộc đời. Giấc mơ xưa khăn phủ vành số, đã yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên. Làm anh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình yêu mãi trong đời thủy chung. Đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt nóng tiễn đưa, xin cho lần cuối sâu mộng đầu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khơi bay. Ai ân ơi đừng phủ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, khóc nhau trong cuộc đời. Giấc mơ xưa khăn phủ vành son, đã yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên.
Anh nói thật, anh thích cái phiên bản của em vô cùng. Có lẽ là do là chúng ta cùng một cái lứa tuổi với nhau, cho nên dễ dàng cảm với nhau chăng? Đó là cái góc nhìn của Phương Hiếu thôi. Tuy nhiên về góc độ chuyên môn thì vẫn rất là cần những chia sẻ từ các đàn anh đàn chị đi trước. Muốn mời ngay nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh. Lần đầu tiên thấy phiên bản giả khúc cho Tình Nhân mà có mưa ở đó và có một vũ công ba lê đứng ở giữa. Dạ. Anh chia sẻ như thế nào? Với âm nhạc á, nó có tính ước lệ. Mỗi người nghe một bài hát, câu chuyện thì không thay đổi, nhưng mà cho người ta thâm nhập vào thế giới nội tâm thì mỗi người có một cái trí tưởng tượng ra. Câu chuyện này á thì nhiều người sẽ nói cô gái sẽ đi đâu sau một thời gian đợi chờ khắc khoải. Trong cái câu chuyện này thì chàng trai này không biết cô này gieo mình đi xuống sông chết. Thì lúc cái khói làn sương khói nó bao phủ hết rồi thì anh không biết, nên anh mới quay trở lại thì chỉ còn một mình anh. Nên Huy đứng đó và vẫn đang chờ. Về phía dàn dựng, về phía câu chuyện anh đặt ra, Huy làm rất tốt, anh rất ưng ý. Điều là đầu tiên là anh rất thích cái đó. Cái thứ hai về hát á, anh thích cái nốt cao của em, đặc biệt cái đoạn xót xa đắng cay. Vì có bao nhiêu điều lên xót xa đắng cay. Cái bài hát này á, của tác giả Lê Uyên Phương á, hai vợ chồng á, bài hát là rất là khó hát mà thành công đến giờ phút này á là chính hai vợ chồng này, Lê Uyên và Phương. Cái người sau này dành tình cảm đặc biệt cho cái bài hát này đó là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Lần trước anh có tặng cho em cái từ ngấm và hôm nay anh đã gầm gần như trọn vẹn cái từ ngấm đó. Chúc mừng em. Dạ, anh cảm ơn. Xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xinh nhẹ đi vào sâu, gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay, chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ, đầu gót mềm sao rụng giữa đường đẹp vì nhau, xinh nhẹ đi vào sâu, gợi thương tiếc nhiều đâu bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay, chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ, đầu gót mềm sao rụng giữa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ, đầu gót mềm.
chưa đưa một chút ưu tư, một chút lãng mạn, đó là những gì mà khán giả cảm nhận và riêng bản thân Phương Hiếu cũng vậy. Như Quang Đệ chia sẻ thì bạn muốn làm mới bằng cách là bạn truyền tải một phong cách phối mới cho bài hát này, cũng như có những đoạn bỏ nhỏ để bạn có thể gửi gắm cảm xúc vào. Đó là mong muốn của bạn thôi, nhưng bạn có làm được hay không thì hãy xem ban giám khảo nhận định như thế nào. Xin mời ca sĩ Đàn Trường. So với vòng đầu, vòng này em có tiến bộ. Em đã cố gắng nghiên cứu, trau dồi cái dòng nhạc bolero. Có cố gắng nhưng mà gần như trọn vẹn bolero chứ chưa hẳn. Em mất đi những cái đặc trưng ngân vào những cái luyến của bolero. Em bị chẻ ra từng câu, cái em nhấn từng chữ. Thật ra hát nghe nó bị bệt vậy đó. Nhưng mà so với những vòng đầu thì em đã cố gắng. Anh thấy sự tiến bộ của em rõ rệt. Anh hy vọng là nếu em có vòng sau thì hãy cố gắng hơn nữa nha. Chúc mừng Quang Đệ. Yeah. Về cái bài hát này, thật sự là em có nội lực rất mạnh. Em chia câu nó chậm. Có thể là nó chậm hơn nhạc nữa. Nghe rất là mệt. Khi mình ở trong phòng thu em có thể em hát cái bài này hay nè. Nhưng em ra ngoài em phải làm sao cho khán giả không thể chán mình được. Dù cho cái bài nhạc nó có khổ đâu cỡ nào. Mình là đàn ông, đôi lúc mình bỏ nhỏ một tí xíu thôi, mạnh mẽ hơn. Chứ không có thể nào mà ủy mị nó như vậy được. Thiết là mình nói về cái hòa âm rất là hay. Hòa âm đó nó sáng lắm, rất là thích. Giọng em ca thì rõ, trong trẻo lắm. Nhưng mà anh có một cái không thích cho lắm là em ca cái câu mỗi chữ em bị kéo nhựa nhiều quá. Chẳng như xin ra biết bạn lòng ơi thì nó bị nguyên một cái bài nó lê thê lắm. Anh muốn em làm tròn lại, chẳng hạn như là xin ra biết bạn lòng ơi. Rồi khi em có thể em kéo xin ra biết đó thì nó tưởng hay, nhưng mà đừng có làm hết nhiều bài nha, nó rất là mệt nha. Chứ còn thì giọng hát thì anh rất là thích. Chỉ hạn chế những cái câu nó đừng có bị dính với nhau nhiều quá. Mình có thể làm chút xíu thôi, chút xíu nè. Dạ, chút xíu. Nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh với anh ca khúc này. Những giọng ca đã để lại dấu ấn, và với dấu ấn trên sân khấu của solo của Bolero, anh có đồng cảm không? Cái bài hát Hai Lối Mộng này một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương. Một cái người mà đặt dấu ấn lớn nhất trong tất cả các tác phẩm của ông Trúc Phương luôn là Thanh Thúy. Thế hệ thứ sau này thì có rất nhiều người hay, đặc biệt là bên Nam á. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Anh có một cái hát riêng để lại dấu ấn ở trong cái bài hát này. Tất nhiên nhiều bài khác nữa, nhưng mà cho phép trong cái phạm vi này thì tôi nói ở trong cái bài này. Trở lại câu chuyện á, anh thích cái sự cố gắng của em. Anh ghi nhận cái điều đó. Cái điều thứ hai hôm nay về diễn xuất á, thì anh có cảm thấy em không thoải mái lắm. Nó hơi rụt rè một chút xíu, căng cách diễn. Anh thấy em cứ lầm lũi nên nó ảnh hưởng đến cách hát. Nó làm nó hơi ủy mị. Anh nghĩ em phải tìm hiểu từng bài và có cái cách hát kỹ hơn một chút xíu nữa nha. Cảm ơn để rất nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành. Giờ em ván đã đóng thuyền, cuộc đời
cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Xin anh yêu cho đời em cành hoa trong gió dập vùi tháng nồng. Duyên tình chúng mình trời đã nhỏ luôn. Trúc Anh lựa chọn bài này vì đơn giản thôi, một nam thần đang ngồi trên hàng ghế giám khảo, đó chính là anh Mạnh Quỳnh. Đơn giản vì quá thích người đã thể hiện thành công bài hát này ở phiên bản nam mà Trúc Anh đã lựa chọn bài này. Cho nên cái người nhận xét đầu tiên chắc chắn không phải là anh Mạnh Quỳnh rồi. Chúng tôi sẽ mời anh Đan Trường. Trúc Anh có một sắc thái của một người nghệ sĩ rất sáng sân khấu, đẹp, mọi thứ rất là ổn, rất là hoành tráng. Mỗi tiết mục của các ca sĩ đều có một không gian riêng, một cái bố trí cảnh trí rất là khác biệt. Anh rất là hay với chương trình này. Đan Trường rất là ấn tượng, giống như đang xem live show chứ vậy đang thi. Xét về tổng thể thì em vẫn thể hiện tốt cái sắc thái của dòng nhạc bolero. Em bị vài cái lỗi, giống như là cái hò của em đầu tiên em hơi bị rời rạc, người ta không cảm nhận được và không bắt được cái nội dung em muốn hát cái gì, nên hơi uổng cái đó. Cái đó rất là quan trọng để dẫn dắt người ta vào câu chuyện của mình. Em cần phải có một nội lực để có một cục hơi vững vàng, hát phải bật âm thanh ra, hát cho nó sáng ra thì người ta nghe mới đã lỗ tai. Tổng thể thì em biểu diễn tốt, cần phải có sự cố gắng nhiều hơn. Chúc mừng em. Xin cảm ơn. Đối với chị Nhung thì trước tiên chị sẽ nói về cái vóc dáng của em. Khuôn mặt của em rất đẹp, rất quyến rũ. Cái lợi thế của em, một cái cảnh rất đẹp, đẹp vô cùng đẹp. Con hát mà con hát con không có mở cái khổ hình ra, cô Nhung sẽ chỉ cho con. Thí dụ như anh còn trong ngóng làm chi nữa. Chúng này con này là anh còn trong ngóng làm chi nữa. Đó, con hát là con hát như vậy đó. Con ngậm miệng lại và mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau. Tắt lại là mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau. Cuối đâu ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau.
con hát một mình con, nhưng mà con vẫn tưởng tượng là con đang hát với một cái người yêu cũ của con, thì con sẽ làm ra được cái điều này. Con phải có cái đặc biệt riêng của con. Cảm ơn cô. Coi như là chúc mừng con. Tất cả cái gì con cũng đẹp hơn cô Nhung. Mà con ngưỡng mộ chú Mạnh Quỳnh, cô Nhung cũng có một chút xíu ghen. Dạ, ghen. Con thích cái phiên bản của chú là Tội Nghiệp cho con. Tại thứ nhất là chú hát cải lương được. Cái hơi chú rất là dài, cho nên những cái ngân của chú mà con ngân theo là chết. Nó có những cái đoạn luyến rất là dài, cho nên con bị hụt hơi. Cái ngâm thơ, chú vẫn thích con ngâm cái kiểu giọng. À, một là giọng bắc nhẹ hoặc là giọng nam. À, thôi về anh nhẹ này cái nọ. Cái con cao là cả mấy năm cách biệt lo giọng bắc thì nó sẽ không có phù hợp. Tiết chế cái giọng hát của mình cho nó phù hợp với từng cái nhịp điệu của bài hát. Chứ còn giọng hát con thì con cũng có cái ngọt ngào, có cái mùi mẫn của con. Cái bài này thật ra nó hơi khó cho con. Đó là cái góp ý nhỏ nhỏ của chú dành cho con thôi ha. Bây giờ tiếp theo chúng ta đến với lời nhận xét của vị giám khảo cuối cùng. Nghe số tú Vũ Thành Vinh. Cái rụt rè của em nó đang là hạn chế của em. Bước lên sân khấu không thể nào thiếu tự tin như vậy. Nó làm cho cái cột hơi mình nó rung theo. À, nhưng mà ở cái đoạn cuối á, em có một câu nức hay lắm á. Rất là hay. Cái bài hát này là Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lại của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Cái người mà đặt dấu ấn đầu tiên chính là Giáng Thu. Thì sau này á, thật ra thì ở phiên bản Nam lúc đó chúng ta có nói rất nhiều, trong đó có anh Mạnh Quỳnh á, nhưng mà lúc ấy mình đã nói rồi, nên là cái chỗ này Vinh sẽ nói một người Vinh rất là yêu quý mà cũng gắn đến solo á, là chính là cô giáo Đông Đảo. Cảm ơn bộ tư giám khảo. Lạ nhau chung một đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm san đom đóm đóng đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy cái câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gái đoan trinh dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm san đom đóm đóng đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết một lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng
câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Riêng bản thân Phương Hiếu là người theo dõi tiết mục này, Hiếu đang thấy một điều gì đó rất quen thuộc với những sân khấu Broadway ở thế giới. Một bài hát mà được hát theo cách kể chuyện và cuốn mình vào đó giống như là nhạc kịch, mà nhạc kịch khóa Bolero. Một cách làm có thể nói rằng nó mới mẻ, thu hút. Không biết điều đó có chạm đến sự hứng thú từ phía quý vị khán giả và đặc biệt là bộ tứ giám khảo hay không. Đầu tiên xin mời ca sĩ Đan Trường. Cảm ơn Trọng Khương đã mang một bầu không khí sôi nổi làm cho chúng tôi thư giãn. Phải nói là Trọng Khương ngày hôm nay rất là bất ngờ. Em có một thần thái rất là tốt, diễn xuất rất là tự tin. Em thể hiện giống như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Và nội lực của em hầu như là dư thừa trong các phần bài hát này. Mọi thứ gần như là em làm rất là tốt. Với cái chương trình solo cùng Bolero thì lâu lâu em làm một cái điểm sáng và ấn tượng như vậy. Nhưng mà anh nhắn nhủ em câu là đừng quên màu của Bolero. Và ngày hôm nay em làm rất là tốt, anh rất ấn tượng. Xin chúc mừng em. Đối với Quỳnh, dàn dựng tiết mục rất là hay, rất là sâu sắc, mang tính chất giải trí. Đối với Mạnh Quỳnh, cái tiết mục này là một Quỳnh thích xem nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Em hát tốt, em diễn tốt, thần thái em rất là thoải mái. Vũ đoàn đã hỗ trợ cho em rất là nhiều cho cái tinh thần em. Tiết mục rất là vui, rất là dễ thương. Anh rất là thích cái phần trình diễn của em vừa rồi. Em cảm ơn anh Quỳnh. Tôi muốn hỏi tiếp nghệ sư Tú Phủ Thành Vinh luôn. Riêng với anh, phần trình diễn này cũng như là những ca sĩ đã hát thành công ca khúc này trước đó, thì với anh, phiên bản của Trọng Khương mang lại những cảm xúc như thế nào thưa anh? Bài hát này là quá nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với nghệ danh là ca sĩ Nhật Trường á. Cái cách của anh nó hay hát cái sự lả lơi á, vô cùng duyên dáng. Thì hôm nay em làm cái phần đó rất tốt, em còn có phần lả lướt nữa. Anh có cảm giác như vậy. Cái người sau này hát thành công nữa mà tôi cũng thích đó chính là nhạc sĩ Vũ Khanh. Và anh cũng có một cái sự lả lơi trong cái bài hát này. Quay trở lại em á, anh có cảm giác như em hát cho 2 năm vừa qua em không được hát. Anh đồng ý với cái quan điểm của em rằng em bước lên đây để biểu diễn, nên mọi thứ với em sẽ làm hết mình. Ngày mai tôi rớt cũng được. Anh thích cái cách tiếp cận đó. Đó là những người trẻ văn minh, chơi hết mình. Tôi nghĩ nhiều bạn không được cái tư duy như bạn sau một cái sự trải nghiệm đó. Tất cả những gì em làm trên sân khấu, anh cũng thống nhất là anh đang ngồi coi một tiết mục biểu diễn và anh rất sảng khoái. Thì em đã làm rất là tốt phần thi vừa rồi, cho anh khen cái nữa. Dìu mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi. Dìu mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi thanh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can, từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chạy dài, cua cá vùng trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau, đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai. Cuối đời là trò chơi, trò chơi lên trời.
Xin cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Quang Đệ. Xin chào mừng tất cả quý vị đến với vòng loại cuối cùng của đoàn Lô Tô gánh hát Ngàn Hoa. Và quý vị ơi, ai chưa có vé giơ giùm em cánh tay ngà ngọc quý vị. Đang thuốc phục vụ vé mấy em ơi. Đó, mình mời anh Mạnh Quỳnh một vé, anh Đang Trường một vé, chị Phi Nhung một vé nè. Đó, quý vị thân mến, mỗi người một lá vé quý vị. Quý vị đang cầm trên tay lá vé của đoàn Lô Tô gánh hát Ngàn Hoa, quý vị dò giùm em. Và quý vị thân mến, bây giờ ai có vé trên tay, hướng mắt về sân khấu và bắt đầu dò số. Mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ba răng ba gì, ôi răng ba đi. Ba đi về đâu, ba đi khắp chốn. Nối dây tơ hồng, cái duyên ông chồng làm khổ cái đời tôi. Ý bà dí ơi, bà rằng bà dí ơi. Miệng em khấn chứ tay em vai, đầu em cuối chứ môi em nói. Chưa cái tâm hình anh thịt xôi chuối chứ bên nhang khói. Đàn đê vách chứ môi em nói. Khiến trái tim em bồi hồi. Ngoài mơ cỏ đã lên xanh. Đã tròn ba năm tang chế. Lấy anh em đi lấy chồng. 34 mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, gạch gạch vô bà con ơi. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Số gì ra.
cơn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em ơi thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. 23 23 cái 23 23 cái 23 có ai đợi chưa bà con ơi, có ai đợi chưa? 23 gạch gạch vô quý anh ơi, mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra cho số tiếp nè. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Prospitali apluni rushi apluni tumarn nat rikoi ei vui ko chi la no ber ko tusha na bu so ki ber nat rutoi vui ko chi la no ber ko tusha na bu so ki ber nat rutoi. Girl, he knows not too well. She got him in a tango as she got him on the spell. She's dangling since she's lying, she's dangling on the floor. Now she knows. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, còn số 6 là tấm vé cờ hên xích lô. Xin dừng chân. Quý vị thân mến, con số 6 là con số may mắn thưa quý vị, và có một nam chủ nhân đoạt giải rồi quý vị ơi. Vậy quý vị thân mến, dòng loại vừa qua cũng đã khép lại chương trình Loto Show gánh hát ngàn hoa của đoàn chúng em. Xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên đi bao âu lo, đêm nay ta vui với Loto. Cho bao nhiêu chua cay, chờ qua đi mau hết đêm này. Quên đi bao âu lo, đêm nay ta vui với Loto. Cho bao nhiêu chua cay, cho bao nhiêu mau hết đêm này. Đêm nay ta vui với Lotto Show. Đêm nay ta vui với Lotto Show. Lotto Show gánh hát ngàn hoa. Bay qua bầu trời
ôi hình hài một vài giờ vui. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió đuôi sầu sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gót lòng đầy cô liêu. Nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Rơi gót lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, ta không gặp gỡ, ta đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ
thương đây bao giờ tôi quên, ai nhớ ai tìm trong giấc em đêm tha thiết gọi tên. Chim xa nhớ rừng, như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lòng thương cho lá rừng sâu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông hồ lắm bên có một niềm tin, bao la mây chiều cỡ ca muôn điều, trăng ngàn đời chiếu chỉ một tình yêu.
có lẽ phần nào đó các bạn đã mang đến những cảm xúc nhất định. Đầu tiên, theo thứ tự, tôi muốn nói về Henry Nguyễn. Hiếm khi tiết mục nào từ đầu đến bây giờ mà có sự hưởng ứng nhiệt liệt, và sau tiết mục dự thi xong, một vị giám khảo rất thích soái ca là chị Phi Nhung chỉ đứng dậy vỗ tay như vậy. Chị quá phấn khích hay là có điều gì động lại chị để mà chị có nhiều cảm xúc như vậy với Henry Nguyễn à? Lần đầu tiên Henry làm cho Phi Nhung rất là ngạc nhiên. Trên sân khấu và trong nghề nghiệp, em rất là tôn trọng nghệ thuật cách khác của em, và tới bây giờ nó diễn khác, rất là khác. Từ bên Mỹ về đây mà em nghiêm túc trong cái công việc như vậy là thật sự chị rất là ngưỡng mộ em. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị ạ. Rồi, thứ hai, nói về cái cách hát, em cũng hát khác lạ. Cái phát âm, chị nghĩ là em sẽ hay hơn nữa. Đó là phần của em. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Còn em Trúc Ly, giọng rất là ngọt, ngọt ngào vô cùng và giọng rất là cao, nhưng mà những cái nốt thấp em xuống chưa tới. Và Henry là cái người đã làm cho em hứng thú khi em bắt đầu em diễn tiếp. Chúc mừng hai em. Tôi muốn trở lại với Henry Nguyễn, đừng nghe lời động viên như vậy mà mình tự mãn. Tại vì rõ ràng là trong solo cùng Bolero không có gì nói trước được cả. Nếu bạn không cố gắng, bạn không nỗ lực trau dồi thì chắc chắn bạn sẽ phải dừng lại. Cảm ơn chị Phi Nhung đã động viên tinh thần của bạn, đó là một tín hiệu tốt đấy. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh, đến thời điểm hiện tại họ đã mang được dấu ấn gì riêng biệt đối với anh hay chưa? Đối với anh Quỳnh thì Henry là có một sự tiến bộ. Quỳnh phải dùng cái từ là vượt bậc. Từ những cái vòng đầu em bước chân vô và cho tới bây giờ là vô tới vòng sau như thế này. Dĩ nhiên là không phải ngẫu nhiên mà em được vô tới vòng như này. Em phải có một cái riêng của em. Càng ngày em càng tiến bộ hơn. Em lắng nghe những góp ý của những giám khảo. Chỉ cần em ráng, thứ nhất là như anh đã nói là em trật nghe nhạc kỹ chút xíu thì có những nốt em bị trật nhịp, cái đó thì mình khắc phục về sau rất là dễ dàng, không có gì khó. Cái thứ hai nữa là cách sắp chữ, em cần sắp chữ cho nó hợp với cái tình cảm với lại cái bài hát hơn chút xíu nữa. Chẳng hạn như em hát là trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, em cái trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, đó là một cái kiểu là cái phong cách của em là trình diễn phải mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cần những cái nhẹ nhàng chút xíu để đánh đầu cái tình cảm của ta. Anh mong rằng em có thể tiến xa nữa trời trọng trăm của chương trình. Dạ, em xin cảm ơn anh chị ạ. Dạ, Trúc Ly thì sao? Ly, em là một trong những thí sinh nữ mà có một giọng hát rất là chất Bolero, đúng nghĩa. Như Phi Dung nói là em ca ngọt ngào lắm, nhưng mà có nốt thấp thì có thể em nên cẩn thận chút xíu. Cái thứ hai nữa là em có một cái giọng gió rất là hay, nhưng mà em hơi bị lạm dụng cái giọng gió đó. Cái giọng mà lên cao, em ưa luyến cao rồi cao những giọng gió, bớt lại chút xíu. Còn nhìn chung là điều thấy mọi thứ em đều tốt đẹp hết. Anh dạ, chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Văn Quỳnh. Xin mời giám khảo Đan Trường nhận xét về hai gương mặt này. Đây là một sự phối hợp rất là dễ thương, hai ca khúc sâu chuỗi với nhau, rất là hợp lý. Bốn người giám khảo chúng tôi đã không uổng công khi mà chọn Harry để đi tiếp vào chương trình. Phải nói là em có một cái sự tiến bộ vượt bậc. Trong dàn thí sinh của chương trình Solo cùng Bolero thì em là một màu sắc rất là khác và rất là lạ. Trẻ trung, bụi bặm và rất là fashion, rất là thời trang. Và khi thể hiện bài hát này thì hầu như anh thấy rằng em có đầy đủ nội lực. Nhưng em cần phải rèn luyện buông xuống mỗi câu phải thật là chuẩn xác. Nếu mà em muốn đi tiếp vào vòng trong thì em cần tập luyện và rèn luyện nhiều hơn nữa để cho hoàn thiện hơn. Harry nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi còn Trúc Ly, bài hát tròn trịa, đầy đủ. Em bị một cái lỗi là em bị nức nở hơi nhiều. Mỗi câu em bị nức nở hơi nhiều, nên là em phải biết tiết chế lại cái đó. Biết phân bổ câu nào nên nức nở, câu nào nên sử dụng gió thì người ta sẽ thú vị hơn khi em thể hiện. Thứ hai nữa, anh muốn em sửa câu này. Cái câu này xử lý của em, anh thấy nó chưa có ngọt lắm và nghe nó chưa có đã lắm. Thí dụ câu mà về với quê hương là hay hơn là em hát quê hương. Bạn dùng ngân ngân cái chữ bạn. Cuối trong. Đúng rồi. Cách chữ quê hương rồi. Ngân cái đó để đẩy qua cái chữ thứ hai thì nó sẽ nhìn rất là ngọt ngào và nghe người ta dễ chịu hơn. Thì nghe cái sự điêu luyện của em liền. Chỉ như vậy thôi. Nhìn tổng thể thì hai bạn rất là tốt. Hai bạn cố gắng nhiều hơn nữa. Chúc mừng hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn giám khảo Đan Trường. Bây giờ với anh Vũ Thành Vinh, xin mời anh nhận xét. Ở cái vòng này, riêng cái cặp này, tôi có một cái dàn dựng cho cả hai. Thật ra nó một phần dựa trên câu chuyện cõ thật của cái bài hát này đấy. Nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng là ba ông này đi Vũng Tàu ấy, rồi gặp ba cô nữ sinh, rồi quen nhau ở đó, xong lúc chia tay với để lại nhiều cái quyến luyến ở Vũng Tàu. Thì ba này mới về viết với là Mai Bích Dung á, thật ra là lấy tên của ba cô gái đó. Hôm nay thì mình tái hiện lại cái khung cảnh đó ở Vũng Tàu một chút, rồi Henry đi dạo vào biển để gặp cô gái đang rất là đẹp, đúng không? Thì phải nói là như vậy nè, Henry á,
anh nhìn thấy có cái tố chất nghệ sĩ rất là lớn. Khuôn mặt của em, cái dáng dấp như vậy, những cái màu sắc mà rất là cần, gọi là gương mặt điện ảnh đó. Mà cái câu chuyện em kể cũng rất là phim. Anh có cảm nhận là cái sức nóng của showbiz nó đang có ở trong em? Anh thấy ở trong em có một cái sự say mê, quyết liệt với cái con đường mà em đang chọn. Những bạn khác thì phải đi, phải chạy. Em á, tại vì quá gấp. Em là một người Mỹ về đây, cái thời gian nó không cho phép mình dài cho cuộc thi. Nên anh có cảm giác em chọn hướng là bay. Muốn bay được là phải có rất là nhiều nỗ lực ở trong, phải có xăng, có đủ để cất cánh lên. Anh có cảm giác em đang cố gắng từng ngày từng giờ. Tất cả những cái gì em rút ruột ra hết, có cảm giác như vậy. Hôm nay em cũng thích tiết chế, không có mượt mà hơn. Cái chỗ gào thét dưới muôn sóng khơi, thích ghê luôn. Nghe núi tiếc gào thét dưới muôn sóng khơi, nó cảm giác cái người thật sự đang hòa nhập với khung cảnh đó. Rõ ràng là em có những cái lợi thế như thế, còn cái phần hát cho nó tinh tế một chút xíu nữa đúng không? Và cái phát âm nữa vẫn phải làm tiếp. Sau đó thì là em là cái người dẫn đường rất là tốt để cho Trúc Ly á. Trúc Ly làm cái biểu cảm rất là tốt. Đặc biệt là anh thích cái âm sắc của em. Có cái hay của em nè, em đã ghi một cái dấu ấn là cái giọng cao của em á, người ta nhớ được. Bây giờ anh nhắm mắt anh cũng nhớ giọng được Trúc Ly, nó hơi đặc biệt. À, còn như anh chị đã góp ý rồi, anh rất là thích cái sự kết hợp của cặp đôi này, một cái mạnh mẽ và một cái rất là mượt mà. Chúc mừng hai em. Vâng. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình gợi nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngó. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình tre. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hôn mưa ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có. Thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng
đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt tim, ru anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hụt mưa ngập lối, tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trắng người tình nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nao. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trắng người tình nhỏ, nuôi nắng cả một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Mặc một chiếc áo có theo solo cùng Bolero, đầu tư ghê quý vị thấy không ạ? Bây giờ quý vị ban giám khảo nhận thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đến với phần nhận xét ngay nha. Đầu tiên mời luôn chị Phi Nhung. Thứ nhất là Nhung sẽ góp ý em diễn nó vẫn còn cứng, là tại vì em có đứt một chỗ, nó làm cho cái bài nó có thể bị trùng một chút xíu thôi. Và cái thứ nhì nữa, hát cứ ngước trên trời có gì trên đó. Đó là hai cái không nên. Và cái thứ ba là Nhung bắt đầu Nhung khen là bạn hát xuống thấp cũng hay, lên cao cũng hay. Đó là cái phần khen của Nhung đối với bạn. Từ cái vòng đầu tới bây giờ, có thể là bài hát này em là hát hoàn chỉnh nhất đối với sự nhìn nhận của Mạnh Quỳnh. Em hát rất là hay và rất là có hồn. Những cái nốt thấp lên cao của em thật là tuyệt vời. Anh xin chúc mừng em. Cảm ơn anh. Rất là cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Đang Trường nghĩ rằng đối với bạn La Sinh An thì chúng tôi không có tranh luận gì nhiều. Tại vì ngày hôm nay La Sinh An diễn rất là xuất sắc, hát phải nói là đầy đủ nội lực, tình cảm, nồng nàn. Khác với vòng đầu là em còn hơi hướng gì đó Tây Nguyên vùng cao, nhưng mà vòng này em hát rất là mùi, làm cho Đan Trường có cái nhìn khác về em. Dạ, cảm ơn. Thứ hai nữa là những cái bỏ nhỏ của em rất là đắt. Tưởng là nghe như là em đuối hơi không ra, nhưng mà thật ra cái bỏ nhỏ của em rất là đặc biệt, làm cho người ta phải chú ý để nghe. Và cái câu kết của em đã phá cách và hát có một cái gì đó hơi tươi mới, đó là những đêm trời mưa gió. Anh thích cái đoạn đó của em. Chúc mừng La Sinh An rất là nhiều. Dạ. Như vậy thì chắc là không có gì phải bàn nữa. Nghệ siêu tú Vũ Thành Vinh, hãy nói một chút về nhạc phẩm quá đổi quen thuộc này với rất là nhiều thế hệ khán giả yêu mến Bolero, Mưa đêm tỉnh nhỏ, và đặc biệt là phần trình diễn của La Sinh An, anh thấy như thế nào? Cái bài hát này của nhạc sĩ Hà Phương á, thật ra cái người mà tôi ấn tượng nhất là ca sĩ Giang Tử. Cái giai đoạn đầu, tiếp đó thì có thể cái người đặt dấu ấn tiếp theo tôi thấy có ca sĩ Quang Lê. Còn trở lại với Sinan thì thứ nhất về diễn xuất á, tôi cũng đồng ý chị Nhung là thiếu cái sự uyển chuyển chút nữa. Với cái không gian khi mà để cho mình một mình như vậy á thì mình phải cần làm chủ nó hơn. Thứ hai á, cảm xúc khá là tốt. Với tôi thì làm cái bài này tròn. Và không chờ đợi lâu nữa với những nhận đã nhiều lần anh cố tìm mọi cách để quên em, nhưng càng muốn quên anh lại càng thấy nhớ. Vì sao vậy? Vì sao anh nhớ, nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay?
anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiêm ngư hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tư tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rồi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiêm ngư hồn anh. Ngồi đây tư tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rồi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Không biết ban giám khảo nghĩ như thế nào, riêng tôi đang cảm thấy có một chiến lược hẳn hoi để kéo chúng ta về tiết mục thành công ở vòng trước đó. Đứng lại vì cái cuộc chia ly đó với chiếc xe đạp, đến thời điểm này anh lại bắt đầu bằng chiếc xe đạp đó và lại nhớ người yêu. Giống như là một câu chuyện xuyên suốt nhau, đó là cảm nhận của tôi thôi. Không biết thì quý vị ban giám khảo nghĩ như thế nào, tôi mời ngay chị Phi Nhung. Cái này có cảm giác lắm như là bạn của Mạnh Quỳnh vậy đó. Cái cách hát và cái luyến lấy nó hơi giống bạn già của tôi là Mạnh Quỳnh. Dạ. Thứ nhất là vô câu đầu là đã bị chắc là có thể lo lắng như thế nào đó. Dạ. Bị trễ nhịp. Vì sao anh nhớ, nhớ em thế đó, thì có thể Nhung cũng nhắc nhở khi mà mình thành công mình cũng phải cố gắng lên. Ngay hiện tại bây giờ thì Nhung cũng có thể bỏ qua được cho bạn. Khen thì là bạn hát giống như là bạn đang kể cho người ta nghe là câu chuyện của mình nó là như vậy, như vậy, như vậy. Và hát rất là hay, không có sai một cái nốt nào.
Và cuối cùng bạn diễn với cái chiếc xe đạp và khuôn mặt rất là buồn khi đã nhớ một người yêu của mình. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn Duy Nhung nhiều ạ. Vâng, đúng là kinh nghiệm diễn xuất đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong tiết mục này. Anh Mạnh Quỳnh có đồng quan điểm với người bạn bạn trẻ nha. Hồi nãy bên kia nói mình bạn già nhưng mà em nghĩ là ai mới là bạn trẻ của mình không ạ? Hôm nay Vinh trình diễn cái bài này rất là hay. Cái bài Sự Tiếng Tiệp Hồng là cùng một loại nhạc này thì Vinh cũng làm rất là hay. Thì nói chung bài này Mạnh Quỳnh đồng ý với Phi Nhung là Vinh hát rất là truyền cảm và ngọt ngào lắm. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Quỳnh nhiều ạ. Còn anh Đan Trường, anh nghĩ như thế nào với tiết mục vừa rồi ạ? Anh có lẽ thì chắc hơi trái ngược với lại Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Cái người nghệ sĩ rất là quan trọng cái câu đầu tiên. Mình buông xuống phải đúng điểm của nó. Chứ buông xuống mà đi đâu xa lơ xa lắc là coi như là mình thua rồi. Làm khán giả hơi bị hụt hẫng. Hát vào nhạc máy thì em phải tập thật là kỹ. Dạ. Còn nếu mà cảm thấy không chắc chắn thì đừng hát như vậy. Dạ. Tại vì em không canh nhịp được. Cái đó là phải có kỹ năng cũng như là bao nhiêu năm kinh nghiệm mới làm được điều đó. Dạ. Thứ hai nữa là trong ngày hôm nay anh thấy cách hát của em hơi bị gò bó. Yeah. Em không thực sự là tự tin, không thực sự là thoải mái. Có những đoạn này em hát đang hay, cái đoạn sau tự nhiên em chuyển âm sắc. Có lẽ em bị lo lắng, bị áp lực, bị tâm lý. Nên là em có phần bị hạn chế, không kiểm soát được cái cọc hơi và cái cảm xúc của mình. Chỉ duy như đó thôi. Những phần sau hy vọng cố gắng nhiều hơn. Em cảm ơn anh ạ. Là những góp ý rất đáng suy ngẫm. Anh Vũ Thành Vinh, tôi muốn nói đến ca khúc Lại Những Người Yêu Trước. Đây là một trong những ca khúc thuộc hàng kinh điển. Rất hay. Bài hát này là quá nổi tiếng rồi, của nhạc sĩ Giao Tiên. Thì tôi thấy cái người để lại dấu ấn với tôi có thể kể đến là anh Trường Vũ. Trở lại với Vinh á, thật ra hôm nay anh tiếc vô cùng Vinh á. Cái câu đầu đó câu quan trọng lắm. Tại sao người ta nghe câu đó nó không có đúng, cái là nó bị tụt. Anh thấy cái tập trước em làm tốt hơn, có là diễn xuất nó vừa vặn. Em vẫn là cái người có tâm lý về diễn viên tốt, nên chính vì thế em hơi lạm dụng về cái diễn nó một chút, nên em quên được rằng em phải lo hát cho nó tốt. Còn phần sau em làm rất là tốt. Anh có một ghi nhận như vậy à? Từ đầu đến giờ anh thấy em tiến bộ. Anh bất ngờ về cái sự cố gắng của em. Em hát rất là mượt mà rất là hay, có tình cảm. Nhưng cái bản lĩnh về hát vẫn còn thiếu một chút. Nó sẽ làm uổng cái bài hát. Nên em vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Em cảm ơn anh Vinh nhiều. Vâng. Thank you.
chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Còn đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã vì tiền ngô. Đường về mình tôi lê bước buồn tiêu, đèn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều. Nghe tiếng rừng rừng tiếc thương trăm chiều, tầm tay đánh mất người yêu. Từ đây ta nhớ nhau nhiều. Nghe tim rừng rừng tiếc thương trăm chiều, tầm tay đánh mất người yêu. Từ đây ta nhớ một tiết mục hoàn toàn khác lạ với tất cả những tiết mục từ đầu giờ. Và có lẽ tôi phải dành một lời khen cho Dương Huệ đã làm mọi người chú ý đến phần trình diễn này. Nhưng có được đánh giá tích cực hay không, chúng ta phải đến ngay cùng là một thân phận nữ nhi, chị Phi Nhung. Có những nhận xét gì về Dương Huệ với màn hóa thân này thưa chị? Trước tiên thì Nhung khen vũ đoàn Việt Hải dàn dựng rất là đẹp, nâng cái hình ảnh và cái tiếng hát và cái diễn xuất của bạn lên là nhờ cái vũ đoàn Việt Hải. Một lần nữa Nhung xin cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải. Vũ đoàn Việt Hải với phần biên đạo của biên đạo Yến Nhung xin được cảm ơn các bạn. Từ đầu cho tới cuối Nhung ngồi ở đây, Nhung thấy một giọng nữ rất là hay và cái ngân rất là lạ. Nhung rất là thích bạn. Bạn diễn rất hay và múa rất là đẹp và dàn dựng rất là kỹ lưỡng. Một lần nữa Nhung xin chúc mừng bạn. Cứ phong cách như vậy bạn giữ cho Nhung. Vâng ạ. Em xin được cảm ơn. Cái bài này nó có một phiên bản là bình thường. Nếu mà hát là một phiên bản bình thường thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà đây là một sự mới lạ rất là hay, rất là thành công. Mạnh Quỳnh xin chúc mừng cái phần trình diễn của em. Tôi lại chúc mừng một chiến lược nữa của Dương Huệ. Chính Dương Huệ đã muốn phối bài này theo cách hát của nhạc Nhật để mà chinh phục ban giám khảo để tạo dấu ấn của riêng mình. Quỳnh nghe âm hưởng, tại vì bài này thì Quỳnh đã có phối qua cái nhạc Nhật, thì trong đó mình Quỳnh có hát trong cái CD Thương Mãi Một Người, mình Quỳnh có hát rồi, thì mình Quỳnh không ngờ là có một sự trùng hợp rất là thực ra thì bài này em cũng có lên nghe anh Mạnh Quỳnh hát rồi. Đúng rồi. Dạ. Thì đúng rồi, thì mình Quỳnh nghe nó, ủa sao bài này nó có cái e rất là Nhật, giống cái bài của mình vốn hát rồi. Thì nhưng mà mình rất là vui, rất là tán thành cái sự mạo hiểm này, nhưng mà rất là hay. Chúc mừng Dương Huệ, tiếp tục là những lời khen. Anh Đan Trường, cảm nhận của anh như thế nào thưa anh? Bản phối theo phong cách Nhật này thì Đan Trường cũng đã nghe, một vài ca sĩ cũng đã làm rồi. Nhưng đây là bản phối mà Đan Trường cảm thấy rất là thích, vì nó mang cái hơi hướng kịch tính nhiều hơn, dàn diễn viên múa nữa. Đan Trường cứ đang lo là chỉ mới vòng này thôi mà giống như đang xem top 5 đó, sắp hết rồi, thế làm quá hoành tráng. Vì bạn có thể là một trong những thí sinh hát hay nhất trong chương trình. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Em xin được cảm ơn anh. Mỗi lần mà anh ghi nhiều, anh chê nhiều người ta cũng lo, mà anh ghi nhiều, anh khen nhiều người ta cũng lo nữa thật sự. Bây giờ trở lại với nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Tôi rất nhớ Dương Huệ đến từ Hà Nội, rất kiên nhẫn. Anh có một cái ấn tượng, đó là cái sự vượt bậc của em. Những cái vòng vừa rồi ấy, em làm cho anh bất ngờ. Ngay cả khi mà nhận được cái bài này á, anh đã tính cái cách dàn dựng rồi. Tại vì cái câu chuyện của một cô bé này nó có cái chất liệu quá hay. Thì năm nay thật sự mà nói sân khấu tôi tiết chế cho múa lắm, tại muốn các em có cái cảm thụ những cái vòng đầu. Nhưng cái bài này phải dàn dựng như thế, nó phải ra được cái câu chuyện. Cuối cùng là khán giả là cái người được hưởng thức cái này. Chúng ta không phải tổ chức cuộc thi để thi với nhau cho nó vui. Nó là một cái tiết mục nghệ thuật mà gửi đến khán giả. Bởi vậy cái màu sắc của cái người làm chương trình phải tính toán rất là kỹ. Đó, nên là tụi em á, khi được tính toán đặt vào, cố gắng đặt hết cái tâm sức của mình. Trở lại thì anh thấy thứ nhất là em diễn cái bài này quá tốt. Cái cảm xúc có sự tiến bộ trong giọng hát. Ngày hôm nay em làm anh rất là lo cái đoạn mà dằn dực em vô là tôi đi trong gió mưa đúng không? Câu đấy rất là hay, nó đúng cảm xúc vô luôn. Nó kịp thời và đặc biệt là cái kết em làm rất tốt. Mọi thứ rất là đẹp. Chúc mừng em tiết mục cuối. Nói một chút về hương tình cũ cho anh nhỉ? Hương tình cũ thật sự là của nhạc sĩ Thanh Sơn á. Thần tượng này thì tôi nhắc là chắc nhiều người cũng thích nữa là Hương Lan. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi.
tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chúng hướng đời mình trông trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ phai kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên. Để mặc tôi với đời, em đi thầm xa để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Qua một rừng hoang, gió núi theo sáng ru bụi đường trên. Cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thấy em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Buồn vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chốn trao nhau trọn lời. Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang sau lũy tre làng, khiến lòng
tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mọc lối cò về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu nhanh mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh bác gầu sông vui bên em. Em ơi đừng nói làm anh sợ, và rồi mình cách trở. Em để tang anh xuống cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi. Thành sông xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh đầy cành hái đem cho mọi người. Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếng nhớ. Thưa quý vị thân mến, nhiều lần đã có rất nhiều những câu chuyện tình yêu được thể hiện trên sân khấu. Đó có thể là một bản tình ca thật lãng mạn, đó có thể là một câu chuyện tình buồn, nhưng chắc hẳn đã để lại cho tất cả chúng ta những ký ức thật đẹp. Vậy chuyện tình yêu của tất cả quý vị thì như thế nào? Đối với Quốc Hương thì tình yêu đó chính là... Yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đây, hứa cho nhiều, dù bao lời nói thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì,
giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dù giữa đường đêm. Cùng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời, đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi thay khi dù cơm mẹ để chua xót trên bước về. Trên ngôi cao chín tầng